Tết là chi của? Bà nội nuôi được mấy con gà nè. Bây giờ là cho làm gì sao buồn vô khóc như vậy? Con cái con này là 2 kg mấy, tao không bắt cho mày đó. Con nó còn mấy ký? 3 kg mấy. 3 kg mấy. Rồi, con trai con nên chữ. 3 kg mấy, 3 kg mấy. Em kêu hai con lấy bọc bỏ vô kìa. Con có 7 con mày lấy bọc bỏ vô đi. Con đi ngang cậu nó. Con Tâm nói vậy về mày đưa cho con mày Tâm. Coi như nặng cho bận bự bận tí luôn. Ngày mai mời nhiều lắm. Ngày mai nhà mực ăn ai cúng 100 ngày cho mẹ mực hết. Cho nên Tết mẹ hứa cho mọi đứa con. Hôm nay bắt về. Hôm chính anh làm hai con. Nay mặc đồ đẹp dữ ta. Tết luôn. Anh Việt chị cho anh nhận ăn Tết hả? Vậy chưa Tết nên sao mà hoa rất là đẹp nha. Hôm nay là nhà có hoa rồi cả nhà ơi. Xếp 40 bông. Bữa nay tập xếp 40 bông luôn. Nhận thọ với sống đời. Chị hàng mới thì con mới phải. Còn cái này là cái gì ta? Cái gì là cái gì? Nhận thọ. Không, cái này sống đời. Không phải. Cái tên nó rất là đẹp. Quên rồi. Chị sắp xếp đi, chạy vô đi đi chợ hoa. Đi chợ hoa cả nhà ơi, chiều nay đi chợ hoa. Hạnh Phúc ơi, em cũng có hoa đây. Xin chào cả nhà nha. Bữa nay dẫn hết mấy đứa em rồi mấy đứa cháu rồi đi chợ hoa Duyên Hải cả nhà ơi. Ơi con chào cả nhà đi. Rồi nguyên đi theo ai? Nguyên theo đi theo ai? Con đi quay con đi. Có bớt ai qua xe của anh không? À vậy Hào đi với chú Tâm nè. Rồi ai nữa? Vậy được rồi phải không? Thì hôm nay mình sẽ lấn vào Duyên Hải nha. Tại vì hôm nay là Tết rồi cả nhà ơi. Mình sẽ lấn vào Duyên Hải. Rồi dẫn mấy đứa em nó đi chợ hoa xong xuôi rồi vòng qua siêu thị ăn gà gán luôn. Rồi bây giờ mình chạy, tụi em chạy đậu ngay chỗ trước cửa ngân hàng đi. À, ngân hàng nông nghiệp đi, anh chạy vô đó nha. Rồi mình lên đường. Ở đây là trung tâm chợ Duyên Hải cả nhà. Thì hôm nay dẫn mấy đứa em nó đi tham quan vòng vòng chợ hoa chơi. Nói chung ở đây thì năm nay nó ít hơn mọi năm, nó không có được xôn xao mỗi năm. Mỗi năm thì rất là xôn xao nha, nhưng năm nay thì cảm thấy là nó rất là ít. Thì chủ yếu dẫn mấy đứa em nó đi chơi cho vui thôi. Hả? Thì đi tham khảo thôi, chứ bông hoa thì mình đã mua rồi, đúng chưa? Thì bây giờ anh em mình đi tham khảo chơi cho vui. À, để cho cô chú anh chị biết là cái chợ hoa Duyên Hải là năm nay nó như thế nào. Nó rất là nhiều cả nhà. Chở về được không? Thì giờ rồi chở. Chở người con xong nữa giờ chở hoa. Rồi mình đi tới đây, đi tới đây mình mua như chậu đó, mình kêu nó chở ngoài dùng. Nó không chở đâu em ơi. Ở bên đây thì mai. Còn ở đây thì người ta bán không hẹn họ nha. Nhiều lắm. Hả? Đẹp quá.
mông gà, cái này mông gà, mông gà. Có mông gà màu vàng đỏ đẹp ha. Ủa em có đang còn sạc dự phòng hả? Rồi hết pin, hết pin rồi. Đẹp quá. Bữa nay là mới có, ê đi xích ra con. Bữa nay là mới có 27 hả? À 27 cả nhà, không nhiều lắm. Vàng cút chưa đâu, nãy mới búp búp à, đẹp ha. Ủa nay bán bông luôn hả? Bán mỗi năm đây mà. Phải không? Đâu biết đâu, nay mới gặp. Cái mầm gà này nó cái mầm gà này đẹp ha. Gieo được. Gieo được hả? Cắt tường hả? Tường như này bông cũng nhỏ. Bữa nay chưa có đông mấy đâu, mai á đúng không em, ngày mai á, ngày mai hoặc ngày mốt á là rất là đông cả nhà, dài lên chết trên kia luôn, xa lắm. Con ai nó giữ nha, con ai nó giữ nha, đẹp ghê ha. Nó nở hết rồi, trời ơi. Bên đây thường thường chợ hoa ở vị trí hải của Tâm là hay nằm ở mấy khu vực này cả nhà. Một hồi đi về á, muốn mua thì mua, nhà đi chơi sẵn sao nổi. Kìa, yeah, kìa con nắm tay kìa. Nắm tay mới được. Lạ. Ngồi đây chụp. Ủa anh bán hả? Của mình, của nhà anh. À này thì bông giấy.
Đi đâu vậy? Con đi đâu vậy? Xe không mà đi đâu vậy trời? Bữa nay nhường nghỉ bữa 25 hả? Nghỉ bữa 25. Vô đi. Đi em, vô đi. Vô gà gán nè. Có mua về nội không con? Bi ơi, Bi có mua về cho nội với ngoại không? À, về lấy cục sạc cho mẹ. Bữa nay đi vô siêu thị mấy đứa em đi gà gán. Vô vô gà gán đi. Đi vô gà gán đi, vô 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 đi con, kè vô ăn gà gán đi rồi thôi. Ê à, không thì vô ăn gà cái đi rồi ngồi đây nè, ngồi bàn này nè. Thì con đi đi, con đi coi gì đó. Xe, nó đi coi xe. Bé Nguyên mà vô siêu thị là khó chịu lắm cả nhà. Ai đúng hả? Bi luôn. Nó kêu gọi đúng hả? Rồi vô đây, vô đây. Làm thêm. Làm thêm đi. Vô đây làm được. Vô đây. Mình ngồi bên này cũng được vậy. Ăn đi. Không ăn đại đi, ăn đứa miếng đi. Ngon mà. Đứa nào cũng phải ăn hết á. Ừ. Cho mấy nhỏ trước đi rồi mình kêu sao uống được, uống mà phải ăn nữa. Ê ủa này bún hả? Mì hả? Đỏ 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 này hai nè. Này đi ăn nào. Để đây, để đây. Nó đi đâu vậy? Nó đi đâu ạ? Nguyên á. Đi dữ lắm, vô đây nó đi ghê lắm. Đi đợi đi mua xe. Rồi dạ, vô em ngồi luôn đi. Kéo ghế qua. Nè, kéo ghế lên ngồi em. Rồi lên ngồi ăn đi con, ăn đi rồi đi mua. Ăn đi rồi 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 mua. Chị cái sao em? Cái này cắm đi. Combo 2 miếng gà với 1 khoai bột nước là 80 ngàn hả chị? Combo đúng rồi, 2 miếng gà. Dạ. Có cắm không? Dạ. Thôi đùi đi. Được, không được nữa. Có đùi, em còn ớt á. Ớt hả? Dạ. Combo vậy là 2 miếng hả? Dạ, 2 miếng gà. Em cho chị 3 phần. Dạ, em có combo 170 ngàn á. Rồi, rồi, cái đó đi. 179 ngàn. Rồi, vậy đi em nha. Dạ. Đây xin 179 ngàn. 179 ngàn.
cái đội hình của mình với Ben luôn ha. Tất nhiên. Ăn đây con, ăn đây. Bạn ơi, bạn. Ai đó? Ngon không? Mì ý mà. Mực ăn đi, chưa mực ăn đi ngay. Ăn chọn vô ăn đi, mày á. Trộn lên, ăn này ăn với gà nè mình. Ăn đi con, ăn gà đi con. Mà cố gắng hết sức rồi.
Ngon mà nó nghe ngán. Cái đồ mua trò chơi. Đâu Nguyên chào cả nhà đi rồi mẹ mua. Chào cả nhà. Mua nào? Đâu? Em mua nào? Ai biết cùng ngày nay là em mua, mẹ mua cho em một chiếc xe rồi, rồi ba mua cho em nữa. Đây. Ủa cái đồng hồ có đi cắt dây chưa? Chưa nữa chị. Trời ơi đi cho người ta cắt dây chưa? Nguyên đâu đi nổi khỏi chỗ này đâu. Chị nào mua được rồi. À, chị nào mua được đưa đi cho. Không là không đi nổi đâu. Ủa nhường đâu vậy? Ngoài hết rồi chị. Đẹp quá, cái kẹp đẹp quá. Cái kẹp đó nhiêu vậy? Kẹp trắng chị? Trắng á. 55.000 chị. À, cái kia nữa. Nhìn đẹp quá vậy. Đâu đi coi thử coi. Cái này hồi trưa cái cô ở dưới Long Vĩnh mới lấy. Cái cô đó bả. Cái thương ha, dạ. Cái này nó kết bằng cái chuỗi. Dạ, nó có nhìn thấy chắc hết chứ. Hả? Ngồi ăn dạ luôn rồi, kệ nữa. Cái nhiêu em? 55 chị. 55 cái vậy hả? Cái này 55, cái này 55. Cái này hộp to hơn ha. Cái này nhỏ chị ơi. Hả? Cái này nhỏ hơn. Cái này nhỏ. Cái hộp nó to đâu được. Cái hộp nó sống cái gì vậy? Nó dính. Cái này nó xéo bên ha. Cái này đẹp không Vy không? Thôi cho nên mình sao. Cô kéo lửa đi, cháy lửa đi nha. Đó, đó, đó. Nào, con mong lên hả? Con mong lên hả? Hả? Hôm nay là con gái. Mua vàng không? Mua cho con bộ đồ, bộ đó nha, tặng cho bạn. Đúng rồi, tặng cho bạn gái. Quá trời vàng rồi. Quá trời vàng rồi. Có về không? Cái này nha. Hai quá. Để mẹ xem coi. Mấy cái này dễ thương nè. Cái này nha. Coi mình dễ thương. Trời ơi. Trời. Đẹp không? Vô thử tay nè. Dạ nhường. Này đẹp nè Bi, đúng không? Trời ơi. Mua 7 dài cái đi ăn Tết đi. Cái này nè, nó bằng mũ, nó sẽ không bị gãy, không bị xúc luôn. Cái này phải đem về. Đó, này đẹp nè Bi ơi. Đúng không? Bi cười luôn à. Nè, đẹp nè. Mua không? Mua cái đi. Thử rồi. Cái này đẹp rồi chị ha. À. Nó to quá. Rồi. Trở lại đây. Bây giờ tới mua cho con gái đúng không? Cái này hả? Rồi. Rồi hả? Nè. Rồi. Cái đó kìa. Rồi thôi. Mua lại như đây hả? Mua hết thôi. Cái thứ mà nhớ từ đầu coi. Nhớ từ đâu có lửa cái này cho tao. Trời ơi. Ở nhà đẹp không có nhà ơi. Bi lửa chai gì Bi? Bi lửa chai Bi. Cho con gái của mày đó. Rồi. Đẹp không cả nhà? Lấy mấy cái nào? Cái này cho mày thấy cái màu nó thân nhà đẹp hơn nào. Không có cái này nè con. Cái này nè, nó nhìn nó dễ thương hơn nè. Cái này nè, cái này không dễ thương đâu. Cái nó màu nó nhạt lắm. Nó khó phối đồ lắm. Mấy cái màu này nè. Nhưng mà cái này cũng hơi nhỏ. Nhỏ lắm, cái này không có đẹp đâu.
Ủa mà con muốn hả? Ý thích con lấy cái nào? Con không biết. Hả? Người ta cái chấm bi này dễ thương nè. Đúng không? Hả? Cái nào? Chấm bi này đi, cái chấm bi này dễ thương nè. Ba cái này hả? Thôi được, cái này xấu quá. Cái đó là... Nói câu nào thiết thật coi. Về đi. Về con. Về. Thế vậy bỏ đây định bán này hả? Tao không muốn nhân viên, tao có nhân viên rồi. Rau đây cần tuyển nhân viên nè. À, cần tuyển nhân viên hả? À. Rau ơi. Rau ơi, ai mua đồ chơi không rau ơi? Chơi với cái đầu con thích xe nào? Gọi. Không, cái này nó hư rồi, nó lặt lìa hay gì vậy Bi? Đâu có đâu. Ta có bán không vậy? Không. Nhiêu hả? Rồi lấy xong cái chiếc xe này cho nó đi. Đặng nó đi về, em cho nó không về đâu. Giờ lấy xe nào quyết định đi. Thôi cái này đi vậy em tìm con. Cái này đi, vẽ tìm. Ủa? Cái này đi con. Khoái cười thôi, cái này đi. Cái này ôm đi về nha. Đây, đây nè. Rồi, cái trả đi. Trả đâu à? Tiền đi. Cũng cao mấy luôn. Chưa mua nó khóa rồi. Trời ơi. Kìa kìa, mẹ mua cái trên kìa. Mua này cho con nha. Mua đó. Gớt. Ok không? Cảm ơn mẹ đi. Mẹ. Nhiều. Lương liền. Chị mua. Tính tiền nha. Có tiền á? Có. Tiền trả tự nhiên. Mất tiền ra. Không có trả lại đi. Dạ. Sao? Dạ. Cảm ơn chị đi. Vô chấp tắm lắm à. Cảm ơn chị đi. Chào tạm biệt chị. Lấy để bọc cái cho nó sắp vậy. Nó sắp vậy đi. Rồi bây giờ mình đi siêu thị ra đã xong rồi cả nhà ơi. Thôi bây giờ về đi nha. Về. Chứ đây hồi nó là đổ nợ với bé Viên nha. Không được. Ủa? Cầm này nè. Anh nào đi vô siêu thị về là cũng phải như vậy đây nè. Có hai cái áo của nhóc nhỏ trọng đấy đó. Ừ. Còn cái đó là của con em á, của nhỏ gì đấy. Tết này hai cha con, mấy cha con mà có đồ mới nè. Đặc biệt con của mực cái thì ưu tiên hơn mua đồ cho. Rồi.